Mình vừa mới chạy về nhà, đang nuôi vợ đẻ, nhưng mà chạy về nhà xíu xăm nhà thăm mấy đứa nhỏ với mấy con cá nè, thay nước đồ. 2 3 ngày mình không thay rồi, mới thay hồi trưa rồi, giờ là chiều rồi. Đấy, con pha phù bữa nay lên màu ác dã man luôn. Con này thực sự bữa nay nhìn rất là phê luôn anh này. Đấy, thay nước rồi, tí mình sẽ cho ăn luôn. Đây, con kinh này, thay nước rồi luôn. Đây, qua bên đây đi. Đây, con bối nha. Thay nước cái nhìn phê liền. Đây, cái con ta đang nhờ màu gắt lắm anh em ơi. Chưa đầy 1 tháng, chắc là vài hôm nữa về, mình về là tròn 1 tháng rồi, mình sẽ làm clip cho anh em xem. Cái con này là phong trắng nên về nước nó hơi đục, do thường tan đi ở cái hồ trắng này, rất hay gặp cái tình trạng là nó bị tảo như thế này, nó hơi đục đục nước. Thì mình mới chạy đèn UV rồi 1 2 ngày là nó hết, do là 2 3 hôm mình không thay nước đó, nó rất dễ bị đục nước. Anh em lưu ý vấn đề hồ phong trắng tan đi ánh sáng mạnh nó rất dễ bị đục, nhưng mà không sao, chạy đèn UV 1 2 ngày là nó hết, hoặc là xuyên thay nước. Đây, con lông phim chưa đầy 1 tháng mà lên gắt lắm anh em ơi. Sẽ có clip test thực tế cụ thể cho anh em xem. Yuki nè, lên gắt chưa nè. Nhìn đẹp lắm. Những con này, như con này là nó dạng full hết, màu nó lan hết, thay nước hết toàn bộ mấy 5 6 cái hồ, 7 cái chứ, cái còn 1 cái thứ 8 trên lồng lười chưa lên thay, lên bụng quá trời luôn rồi, cái vảy nó lan gần hết rồi nè anh em, ra một con full hết màu, một con viền mỏng nè. Con này cũng dạng full nè, full màu. Đấy, chạy về thăm nhà thăm cá thay nước, mình có nhờ được con bé cháu ở nhà nó cho cá ăn, nhưng mà ngay cái con bé nó lại thì sợ sâu với sợ gián, vãi chưởng, gấp gấp nhìn ngứa mắt, nhưng mà cũng cho ăn được, nhưng mà nó ăn không được nhiều. Hôm nay cảm giác là về thấy nó rất là đói, giờ mình sẽ cho nó ăn. Bố này đẹp chưa, ăn nhiều nó mập lên nhiều lắm.